ta sẽ bước lần lượt. Đó, chúng ta sẽ bước lần lượt hai chân của mình xuống dưới đất, đúng không ạ? Chúng ta rời khỏi giường. Thì bước cái chân thứ nhất xuống, chúng ta sẽ nói từ biết. Bước chân thứ hai xuống, chúng ta sẽ nói từ từ ơn. Biết ơn ngày hôm nay tôi vẫn còn thức dậy trong sức khỏe mạnh, đúng không ạ? Đó. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ luôn nói chuyện thì thầm cảm ơn chính cơ thể của mình. Ví dụ như là bất cứ lúc nào khi chúng ta rảnh, chúng ta nghĩ về cơ thể của mình, chúng ta hãy đặt tay lên trái tim, đặt tay lên vị trí của lá gan. Đó, và chúng ta sẽ nói cái từ biết ơn, chúng ta có thể nâng niệm cái tăng ở trong lòng của mình. Thì đó cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta nạp lại cái năng lượng cho cả cơ quan bộ phận trong cơ thể của mình. Mọi người có để ý thế là khi chúng ta chạm tay, chúng ta chạm tay vào đâu, ở đấy nó sẽ có năng lượng được lan tỏa, đúng không ạ? Khi ví dụ chúng ta yêu chiều một con cún hoặc một con mèo, đấy, chúng ta vuốt ve nó thì nó sẽ rất là thích, nó sẽ dụi vào người mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà cơ thể của chúng ta thực ra cũng có sự giao cảm đó. Và khi chúng ta thể hiện sự biết ơn với trái tim, là trái tim và lá gan đó, hay là chúng ta biết ơn không khí chúng ta được hít thở thôi, thì đó cũng khiến cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn. Chúng ta lưu giữ được cái sự biết ơn trong từng tế bào của cơ thể mình và chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn, thế nhá. Và chủ đề ngày hôm nay mà Thi đọc cho mọi người cũng là cái chương cuối cùng trong sách y học dinh dưỡng. Và cái chương này rất đặc biệt mọi người ạ, Thi tin chắc chúng ta ai cũng quan tâm. Đó là chương là làm thế nào để chúng ta trường sinh cho lão. Mọi người có muốn không ạ? Điều gì tuyệt vời hơn nếu như chúng ta có thể sống khỏe mạnh đến khoảng 100 tuổi ạ? Nếu như mà bây giờ mọi người có thể sống khỏe mạnh đến tận 100 tuổi, chúng ta vẫn cứ phơi phới, khỏe mạnh, tâm hồn vẫn cứ tươi tỉnh như bây giờ, thì mọi người nghĩ là mình sẽ làm điều gì ạ? Trong một cái buổi tọa đàm với công ty Orphim, thì công ty có một cái ảnh mà Thi rất là nhớ, đó là bạn sẽ làm gì nếu như bạn có thể sống khỏe mạnh đến tận năm 100 tuổi ạ? Và giả như là chúng ta xây dựng dòng tiền thêm độ 30 năm nữa thôi, chúng ta đã có dòng tiền độ khoảng 500 triệu thu nhập thụ động từ Orphim và nó cứ tăng lên từng ngày. 30 năm nữa thôi chúng ta sẽ có thu nhập thụ động khoảng 500 triệu. Và chúng ta lại còn sống thêm được, ví dụ như Thi năm nay Thi mới có chưa đến 30 tuổi, 30 tuổi Thi đã có thu nhập thụ động 500 triệu, và 60 tuổi, thế là Thi vẫn còn 40 tuổi nữa sống khỏe mạnh và tận hưởng cái dòng tiền đấy thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Mình có thể sum vầy với con cháu, đi du lịch, đôi khi là làm những cái điều khác mà mình chưa làm được trong cuộc sống, đúng không ạ? Thế thì khi mà nghe đến trường sinh bất lão, thì ở đây thì tin chắc chắn rằng mọi người đã từng nghe đến cụm từ này, hoặc xem những cái bộ phim, hoặc đọc những cái bài báo về chủ đề này. Vậy thì mọi người có thể comment cho Thi biết là mọi người đã xem những cái bộ phim hoặc đọc những cái bài báo, những cái tạp chí nào mà nói về cái sự trường sinh bất lão, thì bí quyết của họ là gì ạ? Hôm qua thì Thi có gọi nhóm của Thi là sáng nay dậy nghe đọc sách về trường sinh bất lão, thì có chị cho nói là bí quyết là ăn thịt đừng tăng tạng. Ngày xưa xem Tây Du Ký, đúng không ạ? Hay là có chị xem nhiều phim nước ngoài về bất tử ấy ạ, người bất tử ấy ạ, thì là bí quyết là mọi người có để ý thấy không ạ? Họ làm cũng dựa trên cơ sở khoa học nhá. Tây Du Ký thì không có khoa học lắm, nhưng mà những cái phim thể hiện lại về những cái người trường sinh bất lão thì họ là như thế nào ạ? Người bất tử, ví dụ như là có chị bảo chị xem phim Ma Cà Rồng, người ta bất tử là người ta sẽ không hít thở, tim người ta không đập. À, người ta không hít thở khí oxy vào người, và vết thương của người ta khi mà bị thương một cái là tự lành luôn. Đó, thì thực ra đó cũng chính là dựa trên những cơ sở khoa học. Vì sao điều đó lại giúp một con người bất tử khi mà họ tim họ không cần đập, đấy, máu không cần lưu thông, không cần hít thở, và vết thương, những cái tổn thương ngay lập tức được lành, nó không lưu cữ này qua ngày khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ đề đó là trường sinh bất lão. Chúng ta sẽ sở hữu những cái kiến thức để chúng ta có thể trường sinh bất lão mọi người nha. Thật là tuyệt vời khi mà biết những cái kiến thức để mình có thể sống thọ thêm độ khoảng 20-30 năm nữa, đúng không mọi người? Thì xin phép bắt đầu nha. Chương 23, bí quyết trường sinh bất lão. Đây quả là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Nói đến bí quyết trường sinh bất lão, mọi người thường hay nghĩ đến các thầy phù thủy, mê tín dị đoan. Từ cổ chí kim, những người theo đuổi trường sinh bất lão thường không có kết cục tốt đẹp. Ví dụ điển hình nhất là các hoàng đế cổ đại vì muốn được trường sinh bất lão nên sai người luyện đan, không biết bao nhiêu bậc đế vương phải bỏ mạng. Ví dụ như đời Đường vì uống linh đan trúng độc mà chết thì có Đường Thái Tông, Huệ Tông, Cẩm Tông, Kính Tông, và cuối đời Đường thì có Võ Tông và Tuyên Tông.
Tất cả là 6 vị vua đều chết vì uống linh đan, với mong muốn là luyện đan uống để có thể trường sinh bất lão. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là các vị này không chết uổng, bởi vì trong quá trình luyện đan, họ đã phát minh ra thuốc súng. Trong quá trình luyện đan thực tế, các nhà luyện đan đã phát hiện và tích lũy rất nhiều kiến thức về hóa học và tính năng của vật chất, ví dụ như là thủy ngân, chì, vàng, vân vân. Và việc này đã hoàn thiện nốt cho hóa học cận đại. Nghe nói hóa học cận đại bắt nguồn từ kỹ thuật luyện đan của Trung Quốc, sau này truyền sang cả Ả Rập và đến châu Âu. Đến bây giờ, từ hóa học trong tiếng Đức hay tiếng Pháp, tiếng Anh đều xuất phát có âm giống với tiếng Tuyền Châu của Trung Quốc cổ đại. Mặc dù không thể thống sống bất tử, nhưng kéo dài tuổi thọ thì hoàn toàn có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Quá trình già nua đi của chúng ta chính là quá trình bị oxy hóa và bị tổn thương trong tế bào không được phục hồi. Giống như cá ra nước một thời gian, cá sẽ chết, xác cá sẽ chuyển sang màu hồng. Đây chính là quá trình oxy hóa. Cá hồ thì có thịt màu trắng, nhưng khi cá bị ươn thì nó sẽ chuyển thành màu vàng nền. Đó cũng chính là quá trình oxy hóa. Hiện tượng oxy hóa rất phổ biến trong cuộc sống và cũng rất là bình thường. Ví dụ như đồng, sắt bị hoen rỉ đều là kết quả của quá trình oxy hóa. Cũng như vậy, quá trình con người già đi cũng là quá trình oxy hóa liên tục. Từ đó mà gốc tự do bị oxy hóa trở thành một điểm nóng hiện nay. Đến đây thì chúng ta biết là một điều khiến cho cơ thể chúng ta, một người kể cả là không có bệnh tật, không có ốm đau, không có tai nạn bao giờ thì người đấy cũng không thể bất tử được, cũng chỉ sống đến một tuổi nhất định thôi. Đó là vì trong cơ thể của chúng ta hàng ngày luôn diễn ra quá trình oxy hóa. Và mọi người biết không ạ, mỗi ngày có đến hàng tỷ tỷ những cái gốc tự do bị oxy hóa ở trong cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Đấy, thế nhưng trong cơ thể chúng ta may mắn là luôn có cơ chế để tự trung hòa đi, tức là tự hòa đi và tự làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do đã bị oxy hóa. Chúng ta hình dung là một cái gốc tự do đã bị oxy hóa nó giống như là những người bị hung tợn, không kiểm soát được, như những tên tội phạm tự nhiên được bung ra khỏi xã hội thì làm rất là nhiều điều ác. Thì những cái gốc tự do bị oxy hóa trong cơ thể chúng ta sẽ tấn công bất kỳ một tế bào, một phân tử, một ADN nào mà nó bất cập. Và cái sự tấn công đấy sẽ làm nên cái sự tổn thương từ trong tế bào. Ví dụ chúng ta bị ngã, chúng ta cảm thấy đau, chúng ta bị đau tay, đau chân, đó là tổn thương tay chân đúng không ạ? Nhưng mà hàng ngày á, cái gốc tự do bị oxy hóa á, ở trong cơ thể của chúng ta ấy, nó cứ gặp tế bào nào là chúng ta hình dung nó cứ gặp tế bào là nó đấm một cái, nó đá một cái. Thế là những cái tổn thương nó xảy ra từ trong tế bào. Đó. Và kể cả chúng ta không có làm gì, chúng ta sống trong nhà kính thì chỉ cần chúng ta là gì ạ? Có hít thở khí oxy thôi là cái quá trình oxy hóa tế bào nó đã xảy ra trong cơ thể của chúng ta rồi. Đấy, thế nên là bảo chúng ta là bây giờ để chúng ta sống bất tử, chúng ta không hít thở khí oxy có được không ạ? Không thể, đúng không ạ? Chúng ta chắc chắn là cần phải hít thở khí oxy rồi. Đó. Thế nên là chưa kể là có những cái giai đoạn vì những cái điều kiện khách quan hoặc chủ quan, chúng ta khiến những cái gốc tự do ở trong cơ thể của chúng ta nó bị tăng sinh. Nó bị tăng sinh. Ở đây thì tin chắc chắn rằng khi mà mọi người học qua cái bài về tảo đỏ thì mọi người đều được nghe về những cái nguyên nhân, những cái lý do khiến gốc tự do trong cơ thể của chúng ta bị tăng sinh đột ngột. Tức là hàng ngày, ví dụ mỗi ngày trong cơ thể chúng ta có khoảng 10 tỷ gốc tự do được hình thành. Nhưng đột nhiên vì những cái lý do sau mà mỗi ngày nó tăng lên đến độ khoảng 100 tỷ gốc tự do cơ. Và cơ thể chúng ta không dọn dẹp kịp thì nó sẽ tạo lên một cái gánh nặng. Và sẽ có rất là nhiều tổn thương từ cấp độ tế bào nó cứ được lưu cữu từ ngày này qua ngày khác thì nó rất là nguy hiểm. Những cái lý do như là ví dụ như phụ nữ nhá, qua kỳ sinh nở cũng là một cái dịp để cho gốc tự do tăng sinh trong cơ thể của chúng ta, mọi người ạ. Thế nên là mọi người thấy là phụ nữ khi mà trải qua một lần sinh con đã cảm thấy mình không còn được nhanh nhẹn, không còn được gọi là
khỏe khoắn như thời gọi là chưa chồng, đúng không ạ? Rồi là chị nào đẻ thêm bé thứ hai, bé thứ ba thì lại cảm thấy là đẻ bé thứ hai lại cảm thấy mình yếu hơn hồi mình đẻ bé thứ nhất. Đó, hay là có rất là nhiều chị đang khỏe mạnh nhưng mà sau khi sinh nở tự nhiên lại phát bệnh, phát ốm và cơ thể bị suy kiệt. Có những người bị hậu sản. Đó, cứ hao mòn hết người đi. Thậm chí là mọi người, nếu như mọi người đọc báo thì mọi người đã thấy là thậm chí là Thi Nhớ còn lên tivi. Tức là có một bạn ở khi chưa lấy chồng thì vô cùng tươi xinh nhanh nhẹn, là một cô gái rất là nhanh nhẹn. Nhưng sau khi lấy chồng và sinh một đứa con đầu lòng thì đột nhiên cô ấy trở nên yếu ớt đến mức không thể nhấc tay nhấc chân, và mẹ đẻ phải chăm cô ấy mỗi ngày, và thậm chí là cô ấy cảm thấy thở thôi cũng mệt luôn. Đó. Thế nên là đó là cái hiện tượng là trong cơ thể của cô ấy đã tiềm ẩn rất là nhiều những cái có thể là những cái độc tố ở lá gan đã bị yếu từ truyền từ mẹ sang con này, từ mẹ cô ấy sang cô ấy, rồi là trong cơ thể của cô ấy đã lưu trữ rất là nhiều những cái virus độc hại mà nó chưa có điều kiện thuận lợi để mà nó có thể phát sinh, và qua một cái kỳ sinh nở thì những cái tất cả những cái yếu tố hội tụ nó khiến cho cơ thể bùng lên những cái mầm bệnh trong cơ thể và những gốc tự do tăng sinh, và cô trở nên yếu ớt. Hay là có thể là chúng ta uống nhiều rượu bia thuốc lá cũng làm tăng sinh gốc tự do mọi người nhá. Hay là hàng ngày chúng ta tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm, nguồn nước bị ô nhiễm, đấy, những cái thứ ô nhiễm, hay là chúng ta tiếp xúc nhiều với tia UV trên làn da của chúng ta, cái tia UV cũng khiến làm tăng sinh những gốc tự do đấy. Hay là chúng ta bị căng thẳng stress quá độ, hay là chúng ta bị mất ngủ dài ngày cũng làm tăng sinh cái gốc tự do đấy. Tại vì chúng ta hiểu là cái quá trình chúng ta đi ngủ ấy chính là cái thời gian vàng để cơ thể chúng ta nó tự trung hòa những gốc tự do được nhiều hơn, nó chữa lành những cái tổn thương được được diễn ra mạnh mẽ hơn, diễn ra tập trung chuyên sâu hơn. Nên nếu như giấc ngủ chúng ta không sâu hoặc chúng ta bị mất ngủ thì cũng khiến cho gốc tự do nó không được xử lý mỗi ngày, nó chồng lên. Chúng ta hiểu như cả đống tài liệu ấy, mỗi ngày không xử lý hết mà ngày nào cũng ra thêm nhiều thì nó cứ chồng lên, chồng chất lên từng ngày. Đó, và đến một ngày nó bị quá tải. Đó là những cái lý do khiến gốc tự do của chúng ta bị tăng sinh lên mỗi ngày mọi người nhé. Hay là chúng ta hàng ngày chúng ta tiếp xúc với thực phẩm bẩn này. Đấy, đó cũng là, hay là những cái độc tố, hay là chúng ta sử dụng nhiều thuốc tây mọi người nhá, lâu năm nó cũng khiến cho những cái gốc tự do, những cái độc tố trong cơ thể chúng ta tích tụ lại và tăng sinh. Cơ thể con người thì vốn là luôn luôn sản sinh ra các gốc tự do mỗi ngày, và nhất là khi cơ thể chúng ta bị tổn thương thì các gốc tự do bị oxy hóa sẽ ngày càng lớn. Nếu như số lượng gốc tự do bị oxy hóa ngày càng nhiều thì tổn thương sẽ ngày càng nặng, phạm vi rộng hơn và sẽ hình thành lên một vòng luẩn quẩn. Để chống chọi với gốc tự do bị oxy hóa trong cơ thể, giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương chúng gây ra, thì việc phải sử dụng các chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa các gốc tự do là lựa chọn số 1. Là lựa chọn số 1. Nhắc đến gốc tự do bị oxy hóa ấy, thì Thi có nhớ đến cholesterol. Ở đây thì mọi người đều nghe thấy quảng cáo và chúng ta cũng được nghe rất là nhiều, đó là ngăn chặn sự hình thành các cholesterol xấu trong cơ thể. Hay là rất là nhiều, đặc biệt cholesterol xấu ấy là một cái cụm từ ám ảnh với những người bị bệnh tim mạch, đúng không ạ? Đó. Thế thì thực tế là trong cơ thể chúng ta mọi người nhá, trong cơ thể chúng ta thì cholesterol có hai loại, đó là cholesterol tốt và cholesterol xấu. Thì bản thân cái cholesterol xấu ấy, nó là một cái loại cholesterol ban đầu nó là vô hại, thậm chí nó còn là một loại cholesterol xấu, nhưng mà nó bị oxy hóa ở dưới màng màng của mạch máu. Khi mà nó lưu thông trong mạch máu và mao mạch, và nó bị oxy hóa ở bên dưới cái màng của thành mạch đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể bổ sung thêm những cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ví dụ như táo đỏ. Trong một cái viên táo đỏ thì có chứa 4 thành phần, thì cả 4 thành phần đó đều là những cái thành phần có khả năng chống oxy hóa. Trong khi đó thì astaxanthin là cái hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất tự nhiên hiện nay, và nó lại là hoạt chất tự nhiên. Đó. Thế là nó sẽ ngăn được cái hiện tượng là oxy hóa những cholesterol. Thế nên là tại sao những cái người bị tim mạch ấy, họ cũng rất là cần cái viên táo đỏ. Nó ngăn ngừa cái hình thành tăng sinh những cholesterol xấu. Đồng thời thì chất xơ cũng giúp
làm tiêu giảm đi những cholesterol xấu trong cơ thể. Vì chất xơ ấy nó sẽ những cái giọt mật, những cái giọt mật nó sẽ bám vào trong những cái hạt chất xơ và nó sẽ đi ra ngoài cùng với phân. Vì chúng ta biết là chất xơ thì nó sẽ không hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Nó đi vào bao nhiêu nó sẽ đi ra bấy nhiêu. Và những cái giọt mật ấy là cái thành phần để giúp tiêu hao đi những cái chất béo trong cơ thể chúng ta. Nó khi mà nó gặp chất xơ thì nó rất thích bám lên chất xơ, và nó khi nó bám lên thì nó sẽ đi ra ngoài cùng với chất xơ, và chúng ta cơ thể chúng ta sẽ bị mất một lượng mật, chúng ta sẽ bị mất một cái lượng mật mất một cái lượng mật đi ra bên ngoài. Và khi mà tiêu hao mất một lượng mật thì cơ thể ngay lập tức sẽ phải sản sinh thêm mật để có thể tiêu hóa được bình thường, đúng không ạ? Và để sản sinh thêm mật thì chính là sẽ rút đi một phần cholesterol trong mạch máu để ở trong gan để đưa về để sản xuất lên thêm mật đó. Thế là chúng ta cũng để ý thấy. Hay là nhắc đến yếu tố này thì mọi người có thể quan sát cái chất thải, cái phân của mình khi mà mình đi ngoài mỗi ngày. Nếu như ai á mà hệ tiêu hóa yếu, mật sản xuất không có đủ, chúng ta thấy là đi ngoài nó sẽ có màu vàng vì khi mà chúng ta đi vệ sinh hàng ngày đều đặn, chúng ta uống chất xơ, chúng ta thấy là phân chúng ta có màu hơi nâu hoặc xanh, đó là điều bình thường. Thì đó là khi mà mật sản xuất ra rất đều và đủ để có thể tiêu hóa thức ăn thì nó sẽ có màu như vậy. Thế thì cái sự oxy hóa những cái tế bào hay là mọi cái thành phần hóa chất trong cơ thể của chúng ta ấy, nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Chưa kể là cái việc mà chúng ta còn vô tình ấy, hoặc là cố tình khiến cho những cái gốc tự do nó bị tăng sinh. Đấy. Thế thì để chống chọi với các gốc tự do bị oxy hóa trong cơ thể và giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương do chúng gây ra, thì việc sử dụng các chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa gốc tự do là một lựa chọn số 1. Lựa chọn số 1 luôn mọi người nhé. Đây ạ, tiến sĩ cũng đã khẳng định rồi ạ. Để mà chúng không còn cách nào tốt hơn cái cách là chúng ta chống chọi và giảm những cái gốc tự do, đó là việc chúng ta lựa chọn sử dụng các chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa là lựa chọn số 1 rồi. Trong khi đó chúng ta lại sử dụng viên tảo đỏ có hoạt chất astaxanthin là hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ nhất trong tự nhiên, thì đúng là không còn gì tốt hơn rồi, đúng không ạ? Đối với cơ thể không nên có những cái động thái vô thưởng vô phạt như là uống thuốc hạ mỡ máu, uống thuốc vào mỡ máu sẽ giảm mạnh tạm thời nhưng mà gan lại bị tổn thương, hay là chúng ta không nên nhuộm tóc đen vì tóc chúng ta có thể đen hoặc là theo một cái màu chúng ta muốn nhưng da của chúng ta rất dễ bị kích ứng dị ứng với những cái thành phần hóa học có trong thuốc nhuộm tóc. Tiền kiếm được rồi nhưng sức khỏe lại hỏng hết. Những trường hợp như vậy thì nhiều vô kể. Khi một nhãn hàng nào đó tuyên bố có thể chống được oxy hóa thì phải nhất định xem nó có phù hợp với những phản ứng sinh hóa của cơ thể hay không, để tránh không gây thêm những cái tổn thương không đáng có. À, cái điều này thì cũng giải thích thêm với mọi người. Đó là gì ạ? Cái điều tuyệt vời cũng như cái điều đặc biệt có trong cái thành phần có trong Wellness của Orfame khác biệt gì so với những cái thực phẩm chức năng thuộc cùng nhóm của những công ty khác, đó là chúng ta để ý thấy ngay như là cái Wellness ngay như là cái Wellness Combo của chúng ta, bộ sản phẩm chủ lực của chúng ta ấy, thì cái điều đặc biệt là gì? Nó chỉ cung cấp đủ những cái dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta luôn cần phải mỗi ngày, tức là ở dạng nguyên liệu, ở dạng dinh dưỡng mà cần thiết cho tế bào sử dụng, đầu vào cho tế bào, chứ không cung cấp những thứ mà cơ thể có thể tự sản xuất ra. Mọi người có đồng ý điều này không ạ? Đấy, có thể có một số những cái công ty, những cái nhãn hàng, những cái thương hiệu, những cái sản phẩm thực phẩm chức năng khác ấy, họ sẽ bổ sung những cái thành phần dinh dưỡng mà bản thân cơ thể của chúng ta, nếu như nó khỏe mạnh, nếu như nó có đủ dinh dưỡng, nó có thể tự sản xuất ra được. Đấy, nhưng mà những cái thực phẩm chức năng khác thì họ lại không nạp vào dinh dưỡng mà họ lại nạp thẳng những cái thành phần hóa chất đó, và những cái thành phần hóa chất đấy nó được sản xuất ra bên ngoài cơ thể và đưa vào bên trong cơ thể. Đấy. Thì cái sinh khả dụng, cái sự hấp thu, cái sự đào thải của cơ thể ấy, nó cũng sẽ cao đó. Và vô tình chúng ta lại cung cấp cho cơ thể cái thứ mà nó có thể sản xuất ra được, thì thậm chí còn làm nó chây lười, còn làm nó yếu hơn, đúng không ạ? Cái điều tốt nhất với cơ thể là chỉ cần cung cấp những cái dinh dưỡng tế bào cần, tức là ở dạng nguyên liệu,
mà cơ thể cần, rồi nó sẽ tự sản xuất ra bất kỳ cái điều gì nó cần theo liều lượng, theo hoạt chất mà nó cần, đúng không ạ? Thế thì hàng ngày cơ thể chúng ta cần những cái gì ạ? Cần 5 nhóm dinh dưỡng chính mọi người nhá. Nước này, đấy, chất đạm này, chất béo này, tinh bột này, vitamin và khoáng chất. Thế thì nước thì chúng ta cần phải uống đủ, đúng không ạ? Tối thiểu từ 2 đến 3 lít nước. Đấy, còn 4 cái dinh dưỡng còn lại thì có trong cái combo 5 của chúng ta rồi. Đấy, đấy là dinh dưỡng, đúng không ạ? Và trong cái combo 5 ấy thì offline chúng ta chỉ nạp thêm một cái thứ tư, cái nữa, đó là cái chất chống oxy hóa có trong táo đỏ. Vì chúng ta hiểu rằng cái quá trình chúng ta hít thở, những cái gốc tự do bị oxy hóa sinh ra trong cơ thể chúng ta mỗi ngày là cái điều mà không thể thiếu được. Thế nên là chúng ta thấy là tại sao cái combo 5 lại là cái bộ sản phẩm chủ lực, và tại sao mà rất là nhiều người bị, có thể bị bất kỳ, chúng ta có thể thậm chí dùng cái từ là bất kỳ bệnh nào, khi mà sử dụng combo 5 nó đều rất là nhạy, đều rất là êm đến như vậy. Tại vì chất đạm có trong wellness check, mà chất đạm ở đây là chất đạm dành cho tế bào, tức là cơ thể chúng ta không, cái dạ dày chúng ta nó không cần phải nghiền nữa, nó không cần phải mất thời gian phân giải thành những cái đạm phức tạp, ví dụ như đạm trong thịt đỏ ấy. Đạm trong thịt đỏ nó khác gì đạm trong wellness check. Đạm trong thịt đỏ ấy là chúng ta đưa vào dạ dày chúng ta phải co bóp ba cái loại cơ của dạ dày, đúng không ạ? Co bóp để nghiền nhỏ xong rồi thì nó lại phải đến quá trình là gì ạ? Những cái enzyme ở trong dạ dày nó phải cắt, nó phải phân giải đạm phức tạp thành những cái đạm cơ bản. Thế thì cái chất đạm trong wellness check nó đã là những cái chất đạm đơn giản rồi, và dạ dày nó không cần phải nghiền là cái thứ nhất, đúng không ạ? Rất tốt cho những người dạ dày yếu. Rồi là nó không cần phải tiêu tốn những cái enzyme để nó có thể cắt, nó có thể phân giải cái đạm để về cái dạng cơ bản nữa, đúng không ạ? Tại vì vốn dĩ có nhiều người yếu đến mức là cơ thể của họ không có những cái enzyme để phân giải luôn. Đó, mà bản chất những cái enzyme nó cũng gọi là những protein cơ. Đó, thì cái chất đạm, cái wellness check trong cơ thể chúng ta trong combo 5 mới được gọi là dinh dưỡng cho tế bào ấy. Tại vì chất đạm là nguồn dinh dưỡng mà tế bào cần nhiều nhất. Trong khi đó nó có thể được nạp vào cơ thể một cách nhanh nhất, không tốn nhiều thời gian. Đó, thì đầu tiên đó là chất đạm có, đúng không ạ? Chất béo thì lại chia làm chất béo có lợi và chất béo không có lợi. Thì chất béo là omega 3 trong cái wellness pack của chúng ta là chất béo có lợi. Đó. Rồi tinh bột thì là carbon hydrate, thì có carbon hydrate phức và carbon hydrate đơn. Thì carbon hydrate đơn là thường là những cái loại đường mà không có lợi cho cơ thể, ví dụ như là trong những cái bánh kẹo, những cái đồ ăn nhanh, đó là sẽ những là những carbon hydrate đơn. Còn carbon hydrate phức hay gọi tên khác đó là chất xơ thì nó rất tốt cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Đấy, thì có trong wellness check cũng có, đúng không ạ? Rồi vitamin và khoáng chất thì đủ những cái mà và liều lượng phù hợp để chúng ta bổ sung mỗi ngày cho một người trưởng thành, đúng không ạ? Chỉ thiếu một cái vitamin K là không có, thì chúng ta lại để lại bổ sung chất xơ thì vitamin K lại tự tăng sinh. Chúng ta thấy thông minh không ạ? Offem luôn luôn quan tâm đến cơ thể, quan tâm đến tế bào, nó chỉ nạp những cái dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta bắt buộc phải nạp thôi, có những cái gì mà nó có thể tự sản sinh ra được và nó sản sinh ra tốt hơn thì để nó tự sản xuất. Ví dụ như vitamin K ấy, vitamin K thì phải đến 60-70% lượng vitamin K mà cơ thể chúng ta dùng mỗi ngày là đến từ việc chúng ta hấp thu từ đường ruột, từ cái đại tràng của chúng ta thông qua quá trình lên men chất xơ của những cái lợi khuẩn trong đường ruột. Thế nên là vitamin K không có trong vitamin và khoáng chất dành cho người trưởng thành. Đó. Và ngoài ra đủ 4 cái nhóm dinh dưỡng chính đấy rồi thì thêm một cái thành phần đó là táo đỏ. Đấy, đó là cái viên táo đỏ. Thế là mọi người thấy là đây, cái táo đỏ ở trong cái wellness pack nữa. Thế là mọi người thấy là đủ những cái dinh dưỡng thì sao lại có cả chất chống oxy hóa, thì đúng là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể là trường sinh bất lão dần dần rồi đấy, đúng không ạ? Chúng ta đọc tiếp nhá. Đấy là cái câu này thì giải thích cho mọi người là như vậy. Khi một nhãn hàng nào đó họ tuyên bố nó là thực phẩm chức năng thì chúng ta biết là thực phẩm chức năng nào thì cũng tốt thôi. Nhưng khi mà chúng ta có kiến thức, chúng ta phải biết là cái thực phẩm chức năng đấy nó cung cấp thành phần gì, đúng không ạ? Thành phần đấy liệu cơ thể chúng ta có tự sản xuất được không? Ví dụ lecithin của gan, nó là một cái nhiệm vụ dọn dẹp sạch cái thành mạch máu. Đấy thì gan của chúng ta khi được cung cấp dinh dưỡng ấy, nó sản xuất lecithin rất là nhanh chóng luôn và lượng cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà những cái người bị bệnh gan, tại sao họ cứ phải tiêm truyền rồi uống bổ sung lecithin? Đó, trong khi đó cơ thể chúng ta có thể tự sản xuất được, đúng không ạ?
Như nói ở trên thì dinh dưỡng thiếu hụt dài ngày gan sẽ bị tổn thương và nhiều nhất, và khi đó thì những cái dinh dưỡng như là vitamin C, vitamin E, caroten là ba vị kiếm khách hữu hiệu chống oxy hóa. Thì có thể cái thời điểm mà cái cuốn sách này viết ra thì cái astaxanthin chưa được phát hiện. Chưa được phát hiện thì tác giả mới chỉ kể đến caroten thôi. Và chúng ta biết là cái astaxanthin của chúng ta thì mạnh gấp bao nhiêu lần caroten? Gấp rất nhiều lần đúng không ạ? Nó còn gấp cả 6.000 lần, 5.000 lần vitamin C, gấp 6.000 lần vitamin C và 5.000 lần vitamin E. Nên caroten nó còn gấp hàng chục, hàng trăm lần, đúng không ạ? Khi cơ thể có đủ ba dinh dưỡng trên thì những gốc tự do sản sinh ra sẽ bị chặn lại và bị tiêu diệt ngay lập tức và không cho chúng phát tán. À thế thì lại cho mọi người xem tiếp cái ảnh này. Đây ạ, trong cái viên táo đỏ chúng ta có gì ạ? Vitamin E, vitamin C có luôn, đúng không ạ? Quả thành phần quả Việt đệ, quất đen và astaxanthin từ vi táo đâu? Đấy, vi táo. Đấy, mà mọi người biết là quả Việt quất đen nó là một loại quả mọng mà có đến bao nhiêu ạ? 80% cái thành phần dinh dưỡng có trong cái quả Việt quất đen nó đều là những cái chất chống oxy hóa. Và những cái chất chống oxy hóa có trong cái quả Việt quất đen tự nhiên này nó có điều rất đặc biệt, đó là khi vào trong cơ thể ấy, nó sẽ ngay lập tức phát hiện nhận diện những cái độc tố, những cái virus vi khuẩn, những cái gốc tự do nó bao vây lấy luôn, và nó sẽ vô hiệu hóa những cái gốc tự do, những cái độc tố đấy luôn. Mọi người thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thực tế việc sử dụng các vitamin chống oxy hóa là một khâu trong việc kéo dài tuổi thanh xuân. Đấy, vitamin chống oxy hóa cũng là một cái khâu để kéo dài tuổi thanh xuân mọi người nhé. Mặt khác, vẫn tận dụng tối đa khả năng tự phục hồi tái tạo của cơ thể. Tại vì mọi tế bào trong cơ thể đều cần vitamin và khoáng chất mà, đúng không ạ? Chính khả năng tự phục hồi và tái tạo của cơ thể sẽ giúp chúng ta giữ mãi tuổi thanh xuân và trẻ mãi không già. Đó, đấy, chính khả năng tự phục hồi của cơ thể sẽ giúp chúng ta giữ mãi tuổi thanh xuân và trẻ mãi không già. Tự phục hồi là gì ạ? Khi có tổn thương, ngay lập tức cơ thể mang đi chữa lành. Khi có tổn thương, ngay lập tức chữa lành. Từ những cái tổn thương ở cấp độ tế bào đến cấp độ cơ quan bộ phận, nó tự chữa lành một cách rất nhanh chóng. Thế là chúng ta cũng thấy là những cái bộ phim ấy, họ làm trên những cái cơ sở khoa học rất là hay đúng không ạ? Chúng ta xem Người Hủy Diệt này, hay là những phim Macaron, những cái người sống bất tử ấy, họ không hít thở thì oxy không có vào, đúng không ạ? Rồi là khi mà họ bị gãy tay gãy chân, họ mọc ra tay chân mới luôn, hoặc là cơ thể của họ bị viên đạn xuyên qua, hoặc là bị những cái tổn thương ngay trước nó lành bằng mắt thường ra nhìn thấy được, đúng không ạ? Tức là những cái tổn thương ngay lập tức được chữa lành, thì đó chính là cách chúng ta lưu giữ tuổi thanh xuân và trẻ mãi không già. Đó. Thế thì những cái tổn thương khi mà tổn thương được chữa lành ngay thì đó cũng là một cái cách để chúng ta ngăn chặn, đó cũng là một cách để chúng ta ngăn chặn những cái bệnh mãn tính đi vào cơ thể chúng ta. Vì chúng ta còn nhớ cái chúng ta còn nhớ cái nguyên lý hình thành cái bệnh mãn tính trong cơ thể chúng ta không ạ? Đầu tiên là chúng ta đang bình thường đúng không ạ, khỏe mạnh, và chúng ta sẽ mất thích nghi dần. Mất thích nghi ở đây là gì? Có thể là sự tăng sinh gốc tự do trong cơ thể chúng ta mỗi ngày lên rất là nhiều, hoặc là chúng ta hút thuốc lá nhiều hơn, chúng ta bị mất ngủ, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, chúng ta ăn bị thiếu dưỡng chất, mất cân bằng dinh dưỡng, nó đã tạo lên cái sự mất thích nghi âm ỉ ở sâu trong cơ thể chúng ta rồi. Và ủ bệnh tức là nó cứ ngày này qua ngày khác một thời gian rất là dài. Và chúng ta biết là có những cái bệnh nó ủ từ năm 6, 7, 10 tuổi và đến tận năm năm 60, 70 tuổi nó mới phát tác ra. Đó. Và cấp tính là gì? Đến một ngày chúng ta thêm một cái hành động như một giọt nước tràn ly, khiến cái bệnh đó nó có những cái cơn đau, những cái sự khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Ví dụ một người bị bệnh xương khớp, có thể họ đã bị thiếu canxi từ năm 30, 35 tuổi. Và đến tận năm 50 tuổi tự nhiên họ đi bê một bao bao thóc, bao gạo, tự nhiên họ bối xuống, tự nhiên xương của họ sụn nó một cái và họ bị đau. Đó, và đi khám thì bác sĩ là ôi anh bị vôi hóa cuộc sống, anh bị gai đốt sống cổ rồi. Thì không thể nào mà chỉ sau một ngày hai ngày đúng không ạ? Ủ bệnh và cấp tính chính là tự nhiên họ hoạt động, họ bê vác nặng, họ sai tư thế thì họ có biểu hiện cấp tính. Và cái cấp tính đấy thì họ lại không đủ dinh dưỡng để tự chữa lành. Đấy, tại vì hàng ngày chính trong cái trình mất thích nghi và ủ bệnh ấy, cơ thể chúng ta đã không đủ dinh dưỡng rồi. Nên là những cái tổn thương ở giai đoạn đó nó không được chữa lành ngay, và nó cứ tích tụ, nó cứ cộng gộp, nó cứ nhân lên. Đó. Thế thì đến một ngày nó cấp tính rồi chúng ta lại không nhận
ra rằng chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng chứ không phải bổ sung thuốc. Đó, chúng ta sinh ra không cần uống thuốc chúng ta vẫn sống khỏe mạnh, nhưng chúng ta lại cứ nghĩ là chúng ta lại chỉ có uống thuốc, chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào thuốc. Chưa kể là rất nhiều thuốc tây còn gây gánh nặng cho gan. Hay chưa kể như cái câu chuyện của chị Hiền hôm qua đúng không ạ? Bác sĩ kê cho con chị đấy đến tận năm thứ 3, năm thứ 4 chị mới để ý là bác sĩ kê quá liều thuốc cho con. Đó, thế thì bệnh mãn tính sẽ hình thành. Và cái cách để chúng ta có thể là không bị bệnh mãn tính đó là ngay trong cái giai đoạn mất thích nghi của ủ bệnh này, có tổn thương dù là nhỏ nhất từ cấp độ tế bào, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng. Thế là không bị tổn thương luôn, đúng không ạ? Cách tốt nhất để không gây ra bệnh đó là ngay chặn đứng những cái nguyên nhân, những cái tổn thương đầu tiên. Việc này hãy xem khả năng tự phục hồi tái tạo của cơ thể chúng, làm mới cơ từng tế bào già nua cũ kỹ, khiến tế bào được lột xác. Việc này không giống như bạn có một chiếc xe đạp cũ rơi mất một chiếc ốc và bạn thay thế bằng một chiếc ốc khác đâu. Sau khi ốc thay ốc xong thì chỉ có mỗi cái ốc đấy là mới thôi, các bộ phận khác của xe thì vẫn là cũ, nhìn vào thì rất là tức mắt. Nếu như xe đạp có khả năng tự phục hồi và làm mới thì sao nhỉ? Chỗ nào cũ thì thay mới ngay lập tức, chẳng phải một chiếc xe đạp cũ sẽ thành chiếc xe đạp mới hay sao? Do vậy, khi chúng ta tận dụng triệt để khả năng tự tái tạo phục hồi của cơ thể thì chúng ta có thể sống đến một giới hạn cao nhất. Có một nhà văn hài hước như này. Thời Liên Xô có một nhà khoa học tên là Bovamolik, ông nghiên cứu và đưa ra kết luận làm chấn động dư luận là loài người có thể sống thọ được 150 tuổi. Hơn nữa là có thể hy vọng hơn, sống lâu hơn nữa. Thì thực tế là đến ngày nay đã có những người sống được đến năm bao nhiêu tuổi mọi người? Hình như là 160 hay 180 tuổi đã ghi vào sách kỷ lục Guinness rồi đúng không ạ? Stalin sau khi nghe xong câu chuyện vô cùng sung sướng và họ trở thành bạn tốt với nhà khoa học này. Nhưng mà sau đấy thì ông nhà khoa học này ông ấy cũng mất luôn. Đó. Thế nên là ông Stalin này nghĩ rằng là cái ông này là một người lừa dối mình. Đấy, thế thì thực tế thì sao? Thực tại thì con người hoàn toàn có thể sống đến giới hạn cao nhất và thọ nhất và không bị bệnh tật. Làm thế nào để đạt được điều đó đây? Vậy thì hãy phát huy tối đa khả năng tự phục hồi và tái tạo của cơ thể. Hãy phát huy tối đa khả năng tự phục hồi và tái tạo của cơ thể. Cách duy nhất để phát huy năng lực này là chỉ có dinh dưỡng mới làm được thôi. Đã, chỉ có dinh dưỡng mới làm được thôi. Hãy cho cơ thể đủ nguyên liệu để cơ thể làm việc. Hơn nữa, hãy giảm thiểu những cái tổn thương do oxy hóa. Mặt khác, nhanh chóng phục hồi và tái tạo. Do vậy, chúng ta sẽ thấy sau khi sử dụng dinh dưỡng một thời gian, sắc mặt của chúng ta sẽ sáng hơn, da dẻ đẹp hơn, nám sạm mờ đi. Đây không chỉ đơn giản là phương pháp trị nám mà là quá trình thay da đổi thịt, vì nó đã làm được một việc, đó là chỗ nào hỏng thì sửa, chỗ nào cũ thì thay mới. Đây là một cái điều mà chúng ta nhận thấy là có rất là nhiều người khi mà sử dụng Wellness chỉ với cái mong cầu ban đầu ấy, đó là chữa bệnh, đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại da dẻ hồng hào đẹp hơn. Hay là có rất là nhiều chị em phụ nữ bị nám sạm hoặc là những cái người bị thâm quầng mắt ấy mọi người. Rất là nhiều người bị thâm quầng mắt nhá. Bôi kem mắt mãi không khỏi nhưng uống Wellness là hết thâm. Vì mọi người biết vì sao không ạ? Hay là có rất là nhiều người hay bị mụn ở da này, hay bị viêm loét, lở loét ở da nhưng chữa mãi, bôi thuốc mãi không có khỏi, hoặc bị tái đi tái lại rất là nhiều lần. Nhưng khi bổ sung Wellness nó lại khỏi một cách rất nhanh chóng và không bao giờ bị lại. Đó là vì sao ạ? Wellness giúp làm sạch mạch máu, loại đi hiện tượng máu bẩn. Và khi máu bẩn thì là máu lưu thông dễ, trơn hơn, không bị cô đặc, đó, không bị ách tắc. Thì mọi người biết là để mà dinh dưỡng có thể nuôi da, nó phải đi qua những cái mao mạch máu đi đến bề mặt da của chúng ta, đúng không ạ? Mà những cái mao mạch máu phải đi đến da, mọi người biết là một cái sợi tóc của chúng ta, cái đường kính nó bé thế nào? Một cái mao mạch máu của chúng ta nó còn bé hơn cái đường kính của một sợi tóc rất là nhiều. Nên nếu như hiện tượng máu bẩn, mạch máu, mao mạch máu bị ách tắc thì dinh dưỡng rất khó đưa oxy và dinh dưỡng đến bề mặt da của chúng ta để phục hồi những cái tổn thương ở da. Đấy, thì khi mà dinh dưỡng mạch máu được lưu thông hết hiện tượng máu bẩn thì da rất hồng hào và đẹp. Vì da luôn tươi mà chúng ta hình dung là như vậy. Đó. Tiếp là những người bị thâm quầng mắt này này, đó là do họ bị tích tụ độc tố quá nhiều. Đó, chứ không phải là do họ thức khuya. Đó, đó là một cái nhóm những cái người họ bị thâm quầng mắt không đến từ cái việc là họ thức khuya, thì đó là do họ tích tụ độc tố quá nhiều, nên khi họ sử dụng Wellness đưa những độc tố ra khỏi cơ thể thì họ sẽ bị hết thâm quầng mắt mọi người nhá. Đó.
Cái đoạn này thì nói về cái việc là chúng ta không nên sử dụng những cái hóa mỹ phẩm, những cái hóa mỹ phẩm độc hại hay như là kem đặng, kem trộn, kem đặc, kem trộn thì sẽ khiến cho da của chúng ta bị bào mòn, rồi là những cái mầm bệnh, và khi mà da bị bào mòn, da của chúng ta sẽ mọc. Đấy, ví dụ như này. Da của chúng ta rất khổ sở, đặc biệt là môi trường đã ô nhiễm ngày một tăng rồi, ngày nào da cũng phải chịu tác động của tia cực tím, rồi chịu tác hại của những cái tang nhân ô nhiễm như khói bụi, virus, mầm bệnh, ký sinh trùng, rồi các độc tố axit, thì da chúng ta sẽ rất dễ bị tổn thương. Và khi da của chúng ta bị tổn thương thì sẽ tạo điều kiện cho những cái virus vi khuẩn độc hại thấm qua da của chúng ta đi vào cơ thể. Đặc biệt phụ nữ đúng không ạ? Phụ nữ hàng ngày làm việc nhà từ rửa bát, cọ bồn cầu, lau dọn nhà, đúng không ạ? Lau dọn cửa kính, chúng ta đều phải tiếp xúc bột giặt. Những cái hóa chất đó thì nó sẽ đi qua da của chúng ta, đi vào trong cơ thể. Hay chỉ đơn giản thôi, mọi người để ý là có những người có làn da bị kích ứng, họ dùng kem nạc, kem trộn, da của họ quá mỏng đi, chỉ cần họ đi ra ngoài đến nơi mà độ ẩm không khí thay đổi đấy, hoặc là ô nhiễm không khí khói bụi quá nhiều, tự nhiên da của họ kích ứng nổi mẩn hết cả lên, vì những cái vi khuẩn nó bay lơ lửng ở trong không khí, những cái độc tố nó chạm vào da nó gây kích ứng đó. Thế nên là khi chúng ta có một làn da khỏe mạnh, chúng ta cũng ngăn sự thẩm thấu của những cái độc tố qua da đi vào cơ thể đó, thì đó cũng là một cái bí quyết để giúp chúng ta trường sinh bất lão. Vậy thì cái bằng cách chúng ta ăn dinh dưỡng từ bên trong, sử dụng mỹ phẩm dưỡng da từ bên ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ lưu giữ được thanh xuân đó, và chúng ta có thể trường sinh bất lão. Đây là điều không không phải là mơ nữa. Vậy thì chúng ta đúc kết là gì ạ? Ăn dinh dưỡng từ bên trong. Đấy, dinh dưỡng là gì? Đủ 4 5 dinh dưỡng quan trọng, rồi thêm cái chất chống oxy hóa tăng cường, rồi là sử dụng những cái mỹ phẩm an toàn bảo vệ làn da chúng ta, đúng không ạ? Ngăn chặn không ăn những cái thực phẩm không tốt có hại đến cơ thể, rồi là phải ngủ đủ giấc để cơ thể tự chữa lành đó, uống đủ nước, rồi thực thi lòng biết ơn với cơ thể mọi người nhá. Đó chính là những cái bí quyết, mà phải chăng đấy chính là những cái bí quyết mà Đường Tăng Tạng đã áp dụng, chứ không phải là ăn thịt Đường Tăng Tạng là giúp trường sinh bất lão, đúng không cả nhà? Ok, đó là phần chia sẻ của Thi. Thì hôm nay thì Thi xin mời mọi người chia sẻ một cái câu chuyện, bất kỳ một cái câu chuyện nào mà trong thời gian mới đây thôi, khách hàng hay bản thân người nhà của mọi người sử dụng Wanet và có những cái sự cải thiện, ví dụ cải thiện về sức khỏe hay là về làn da của mình, chúng ta có thể xung phong lên lan tỏa gieo hạt câu chuyện mọi người nhé. Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi trong cái phần đọc sách dinh dưỡng. Thì mọi người có thể nhanh chóng xung phong để lan tỏa, đúng không ạ? Tiền đến từ trên sân khấu, nên là chúng ta sẽ, đây là cái cơ hội để chúng ta tỏa sáng đấy mọi người, cơ hội để chúng ta đứng trước hàng hàng trăm hàng nghìn người để chúng ta phát biểu, để nhiều người biết đến mình hơn. Chào Thi Thi. Vâng, em mời chị. Thịnh, Chị nào đấy ạ? chị Thịnh Nguyễn, Nguyễn Thịnh. À vâng, em mời chị Thịnh Nguyễn. Thi ơi. À vâng ạ. Thi ơi, chị Thịnh cũng là buổi sáng nay chị cũng sẽ mời chị Thịnh để chia sẻ luôn đấy ạ. Thì Vâng. nếu mà trong hệ thống chưa có anh chị em nào mà chia sẻ thì có thể là cho chị Thịnh chia sẻ luôn, bởi vì lát chị còn Vâng. chuẩn bị cho con cái đi học ấy. Vâng ạ, vâng, chị Thịnh ơi, chị chia Ok. sẻ luôn nhá. Chào cả nhà nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là, mọi người có nghe rõ cái Em nghe mạng rất hơi? là rõ chị ạ. Mình tên là Thịnh, mình đến từ thành phố Bắc Giang. Năm nay mình 35 tuổi và hiện tại thì công việc chính của mình là nhân viên văn phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thế thì mình cũng đến với cái bén duyên với cái Oriflame này là do một người anh bạn thân của chồng giới thiệu đấy. Thế mình hiện tại thì mình đến với cái công việc này là cũng được đến tháng này là tháng thứ tư bắt đầu làm. Thế thì mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện mà tức là khách hàng của mình sử dụng có hiệu quả ấy. Đấy là mình tư vấn cho một cái anh bạn đấy, anh bạn thì là cũng anh em cũng quen lâu, nhưng mà anh thì có cái bụng rất là to, tức là uống rượu nhiều, bia rượu nhiều đấy, xong rồi lại là anh ấy bị gan nhiễm mỡ này, rồi bị thoái hóa, đợt vừa rồi thoái hóa đốt sống cổ này,
Nói chung là anh em mình thấy là anh ấy cũng nhiều siêu thị bệnh luôn. Thế xong rồi anh em thì cũng biết nhau, xong rồi thi thoảng mà mình có đăng bán hàng trên Zalo hoặc Facebook ấy. Thì hôm đấy anh có nhắn tin anh bảo là hôm nào tư vấn cho anh xem là cái giảm mỡ bụng như thế nào nhá. Thế bảo vâng, thế hôm nào anh rảnh thì qua nhà em chơi. Thế hôm đấy thì một anh ý với một anh bạn nữa, thế là cũng sang. Thế sang nhà thì anh em ngồi ăn cơm xong nói chuyện. Thế xong rồi bảo là thế rồi bây giờ là đến giờ chia sẻ về cái giảm mỡ bụng đi, xem nó có sản phẩm gì thì mang ra đây. Thế là ra thì xong rồi Thịnh cũng chia sẻ về chất xơ này, xong rồi combo 5 này. Đấy, sau khi tư vấn xong thì là anh chốt luôn cả hai combo, là cho mỗi anh một cái combo 5 để sử dụng. Thế sau đấy thì khi sử dụng xong rồi được độ tầm 1 tuần đấy, thấy 1 tuần đấy thì thấy khoe bảo là em ơi anh giảm được 1 cân rồi đấy. Bảo ôi sao nhanh đấy. Thế xong rồi sao nhanh đấy. Thế xong rồi xong bẵng đi, xong rồi bảo vâng thế anh cứ sử dụng đều cho em. Bảo là sao anh thấy cái sản phẩm này tức là dễ uống, tức là cái bột của mình ấy, dễ uống. Bảo vâng dễ uống anh. Thế xong rồi đến gần Tết là được 2 tuần thì lại thấy khoe với mình là anh hôm nay anh lên cân anh giảm được 2 cân rồi đấy, công nhận là sản phẩm của em tốt thật. Thế xong ra Tết vừa mới hôm hôm kia thì phải. Thế xong rồi cũng nhắn tin bảo là em ơi cái sản phẩm em dùng ấy, à, sản phẩm của em bán ấy có cái chất kích dục không? Chất kích dục không? Bảo là anh ơi không có chất kích dục, nhưng mà đây là sản phẩm dinh dưỡng dành cho tế bào, và khi tế bào của anh tổn thương thì nó sẽ gây ra các bệnh lý, và bây giờ khi mà anh bổ sung dinh dưỡng ấy thì các tế bào nó khỏe mạnh, khỏe tế bào khỏe mạnh thì cơ thể của anh sẽ khỏe mạnh và cái chuyện sinh lý vợ chồng nhà anh sẽ được cải thiện. Thế sau anh còn kêu là thế này chắc là phải bắt đền cái cô Nghe rõ thấy lắm có chị ạ. thế à, chị thấy có người nhắm mà là khó nghe quá. Có Hay thể là là do giọng chị mạng chị ạ. Chắc là hoặc là chị muốn chị kể kỹ hơn về cái phần kích dục. thế xong bảo là sao lúc nào mà anh mới uống mà có nửa tháng, hơn nửa tháng mà sao tại sao lại thấy là anh ham thế. Tức là ngày trước thì anh ấy cũng ngoài 50 tuổi rồi thì chắc là cái nhu cầu của vợ chồng thì cũng hạn chế hơn là ngoài tầm 30. Thế mà khi sử dụng cái sản phẩm của mình ấy thì thấy anh bảo là có có chất kích dục thì sao mà sao anh thấy lúc nào anh cũng ham, mà mới uống bằng này, tức là anh mới uống hết có một gói rưỡi bột, tức là gần đến 2 gói bột và một hộp bách đấy, và gần một hết một hộp sơ. Anh bảo là thế mới uống thế này mà anh đã ham thế này và uống hết thì anh biết làm thế nào, có bắt đền cái cô chủ được không. Mình thấy buồn cười quá. Đấy là một cái câu chuyện mà rồi đấy, xong tiếp theo tức là khi mà thấy anh hôm tại vì hôm đấy là có 2 anh bạn, nên một anh đã sử dụng là hiệu quả như thế, một anh kia thì chị cũng vẫn mình cũng vẫn là nhắn tin là hỏi là thế anh đã sử dụng chưa, thì anh kêu là gần Tết à anh bận quá anh chưa sử dụng được, ra Tết anh sử dụng. Thế xong rồi thấy đấy đêm 30, tức là hai nhà ông đấy là gần nhau, đêm 30 thì thấy nhắn tin mà em ơi tư vấn a gì nhờ hướng dẫn cho anh cái cách sử dụng từng sản phẩm đi, chụp từng sản phẩm rồi gửi cho anh đấy. Đấy xong tại vì anh nghĩ là bụng cũng rất là to, anh ấy bị dạ dày viêm loét, rồi viêm loét dạ dày, rồi bị trào ngược dạ dày ấy. Đấy ăn uống cái gì là cứ hay khó. Ai mà chẳng ước mong yêu thương mình trao, người ta trân trọng. Nhưng số duyên trời đôi khi chẳng như ý muốn. Sợ em sẽ đi thật xa, anh bỏ qua lời gièm pha. Anh sẽ tìm mọi cách để có được em. Thank you.
em chấp nhận tất cả. Yêu là yêu chỉ biết thế thôi, anh chẳng nghĩ ngợi đến mai sau vội. Cho dù ai anh cũng thế thôi, một lòng không đổi. Nhiều lần thấy em vui cùng ai, lòng anh xót xa đêm dài. Nhưng biết làm gì, anh tự biết mình là ai. Ai mà chẳng ước mong yêu thương mình trao, người ta trân trọng những số duyên trời. Đôi khi chẳng như ý muốn, sợ em sẽ đi thật xa. Anh bỏ qua lời gièm pha, anh sẽ tìm mọi cách để có được em. Chịu rồi nóng rát. Thế mà hơn nữa là các anh ấy cũng rượu bia nhiều. Đúng là khách dễ tính, khách nhà em cũng dễ tính. Thế xong rồi các anh ấy còn phải đi mua. Mua tức là bụng to quá là phải đi mua cái đai để đeo cái bụng lên ấy. Cũng như là phải đi mua cái đai. Thế mà thế anh cứ sử dụng đi, cái sử dụng cái chất xơ này nó rất là tốt, đào thải độc tố này, cung cấp chất xơ cho cái cung cấp cái chất xơ cho cái lợi khuẩn của trong hệ tiêu hóa của mình. Hơn nữa lại cải thiện cái bệnh dạ dày rồi cái bệnh trào ngược dạ dày của anh. Mà em phải chắc chắn, tại vì mình cũng bảo là chắc chắn một điều là sau khi anh sử dụng hết một cái hộp chất xơ này thì là anh sẽ cải thiện được cái mỡ bụng đấy của anh. Tại vì khi mà vì mình sử dụng rồi mình thấy hiệu quả nên là mình rất tự tin chia sẻ với mọi người luôn ấy. Đấy là một cái câu chuyện cho double khách hàng của mình. Rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn chị Thịnh ạ. Và nhân đây, trước khi chúng ta đến với phần của chị Thủy Nông thì em xin phép chia sẻ với mọi người rất là cảm hứng về cái sản phẩm giảm cân khi mà chị Thịnh có nhắc đến. Thì hôm qua thì mọi người có thấy là công bố kết quả của câu lạc bộ nghiện body không ạ? Ở đây những chị em cô bác nào mà nghiện có một body rất là cuốn hút, quyến rũ thì chúng ta highlight đúng không ạ? Thì là một trong số những người rất là nghiện có một body đẹp. Thì là body đẹp đôi khi để mình tự tin thôi đúng không ạ? Thì mọi người biết là tham gia câu lạc bộ giảm cân này thì có chị Đặng Thị Bích Vân giảm đến tận 10,8 kg luôn đó. Và Thi nhớ không nhầm hình như là sau 3 tháng đi ạ, thì phải đó. Rồi là có chị Oanh thì giảm 9 kg đó. Rồi là có chị Hồng Trang thì giảm 7,6 kg. Thì mọi người thấy là cái hiệu quả trong cái việc giảm cân ý, đối với khi mà sử dụng MRP kết hợp với chất xơ là một cái điều vô cùng là hiệu quả. Và chúng ta thi nhớ là chất xơ tháng 2 này là tháng cuối cùng được mua đính kèm với cái giá là 249.000. Thực sự là khi mà nói về sản phẩm chất xơ ấy, thì mình thấy là cái sản phẩm mà không thể thiếu luôn. Và đặc biệt là với Thi là một cái người mà không bệnh tật và khỏe mạnh thì Thi vẫn luôn cho rằng hai cái sản phẩm mà Thi không bao giờ thiếu được mỗi ngày đó là tạo đỏ và chất xơ. Và chất xơ là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể cảm nhận được chỉ sau có 3 ngày thôi, bằng cái việc là chúng ta có thể xì hơi, cảm nhận được đúng không ạ? Rồi là bụng của chúng ta sẽ xẹp lại này, chúng ta sẽ dễ chịu hơn này. Đó, thế nên là bà Thi được biết là có rất là nhiều chị nhá, có rất là nhiều chị em là xin những cái vỏ của những cái lọ tảo đỏ, những cái lọ omega 3 đã hết rồi. Các chị đấy sẽ san một ít chất xơ ra những cái hộp đấy.
cho khách hàng, cho hàng xóm gặp những cái vấn đề khó chịu về hệ tiêu hóa, đôi khi là tặng thôi, và khi họ dùng có hiệu quả rồi bắt đầu mình giới thiệu sản phẩm chất xơ đó, thì thấy đấy là một cái cách bán cũng rất là hiệu quả. Hay là có những cái chị đi ra quầy thuốc mua những cái túi zip nó nho nhỏ ấy mọi người, những cái túi zip nho nhỏ ấy và đóng chất xơ vào. Thế thì chúng ta chia trung bình đi, một hộp chất xơ chúng ta uống được 30 ngày, nếu như mỗi ngày mình uống một lần đúng không ạ, và chúng ta có thể chia được 30 phần. Và nếu như chúng ta chia cho được khoảng bao nhiêu ạ, 10 người, mỗi người 3 phần uống được trong 3 ngày là một hộp chất xơ chúng ta đã có thể lan tỏa đến bao nhiêu ạ? 10 người, 10 khách hàng, đúng không ạ? Và 10 khách hàng đấy thì khẳng định với người, mọi người phải có ít nhất là 6 trên 10 người sẽ mua sản phẩm chất xơ cho mọi người. Thứ nhất chúng ta sẵn sàng ban trước, chúng ta cho trước, đúng không ạ? À, ban, bạn, bàn, bán, bám, đúng không ạ? Chúng ta ban, chúng ta cho đi trước thì khách hàng cũng sẽ cảm động hơn, rồi khi họ sử dụng sản phẩm họ thấy có những cái hiệu quả cảm nhận được ấy ạ. Đấy, đặc biệt là chất xơ rất là nhạy cảm với những ai bị táo bón, bị đại tràng, rồi là bị trĩ, rồi bị đầy bụng, khó chịu, đầy hơi. Thế thì chúng ta hãy hôm qua nếu như theo lời kêu gọi của Bảo Trợ Yên mà ai chưa bán được 2 hộp chất xơ một ngày thì hôm nay chúng ta sẽ quyết tâm là bán 2 hộp chất xơ trong ngày hôm nay mọi người nhé. Đó, những ai là quyết tâm sẽ bán 2 hộp chất xơ trong ngày hôm nay thì chúng ta có thể comment số 2 ở phần comment đúng không ạ? Vâng, anh Sáu đã xung phong bán ngay 2 hộp chất xơ. Ai hôm qua đã bán được 2 hộp chất xơ rồi thì hôm nay chúng ta hãy đặt mục tiêu bán hẳn 4 hộp chất xơ mọi người nhé. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúng ta sẽ đến với cái phần 2 vô cùng tuyệt vời của chị Thủy Nông. Em ơi chị, một người chị rất là xinh đẹp và tài giỏi và Thi vô cùng ngưỡng mộ mọi người ạ. Cảm ơn Thi. Em xin chào ở nhà, chào ở chợ Đăng Yên. Chúc cả nhà một ngày vía thần tài thật là phát tài phát lộc. Ngày vía thần tài luôn cả năm luôn, hút lộc luôn cả năm mọi người nha. Chúc hệ thống gia đình S21 chúng ta sẽ năm 2022 sẽ gọi là bùng nổ cơn mưa chức danh luôn. Ok không ạ? hôm nay thì Thủy rất là vui khi được chia sẻ cùng với hệ thống của mình. Thì lúc này thì nhóm của Thủy cũng có chị Thị Nguyễn ạ. Ở trong hệ thống Thủy thì chị cũng vừa tham gia bắt đầu tháng này từ tháng thứ tư, nhưng mà Thủy cảm thấy là tháng nào đều chị cũng bán khoảng tầm 2.000 hơn 2.000 điểm mọi người ạ. Đó, vậy thì Thủy cũng sẽ đúc kết lại một chút xíu vì sao chị lại có thể bán được hàng tốt như vậy. Thứ nhất đấy là chị luôn có gọi là cái đức tính gọi là luôn sờ lời với mọi người ạ. Rồi cái thứ hai đó là chị cũng có những cái kiến thức về sản phẩm nữa. Thì em cũng muốn hỏi chị Thịnh một chút xíu, chị Thịnh có còn online không ạ? Em muốn hỏi một chút xíu là chị mới bắt đầu làm công việc thôi, nhưng mà lý do vì sao chị lại có thể là yêu cái sản phẩm Wanet mà chị có thể là lan tỏa được nhiều như vậy không ạ? Chị toàn bán combo thôi mọi người ơi, toàn bán combo 5 thôi. Xin chào mọi người. Nói chung là rất là vui vì hôm nay là cũng được lên chia sẻ cùng mọi người. Thì thực ra là Thịnh cũng mới vào bán ấy, nên là kinh nghiệm thì thật sự là cũng chưa còn nhiều, chưa có nhiều. Thế nhưng mà vì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm wellness của mình ấy, mình thấy của công ty mình thấy nó hiệu quả lắm. Nhất là chất xơ cũng hiệu quả này, và cái bột này, rồi cái viên này rất là hiệu quả. Mà tại vì khi mà bản thân Thịnh dùng ấy, Thịnh làm văn phòng thì nó cũng bị đau lưng này, rồi hay bị hoa mắt chóng mặt, tức là cái bị cái kiểu thiếu máu, thiếu máu lên não ấy, nên là tức là rất là khó chịu luôn ấy. Thế xong thì nhưng mà khi mà Thịnh đã đến với cái công việc này, và Thịnh phải phải hiểu là mình, tức là khi mà mình muốn kinh doanh cái mặt hàng gì thì mình phải sử dụng nó trước, có hiệu quả thì mình mới có cái kiến thức và mình mới có cái niềm tin yêu của sản phẩm để mình lan tỏa đến mọi người. Không ai làm sao mà hàm ái được. Đấy, thế là mình dùng mà mình thấy cái bệnh hoa mắt chóng mặt của mình nó hết hoàn toàn. Cái bệnh đau lưng thì cái vấn đề đau lưng nó cũng giảm rất là nhiều. Và thế là mình rất là yêu sản phẩm. Cái thứ nhất là mình yêu sản phẩm vì nó đã giúp mình cải thiện được sức khỏe. Cái thứ hai là mình cũng đặt cái sản phẩm này và cho bố mẹ mình dùng. Cái bố mẹ dùng cũng rất là hiệu quả, thì vì bà cũng bị cái biếu ba đô ấy, mà ăn ngủ không ngon đó, mà mắt thì lại hay chảy nước mắt sống, rồi nói chung là bệnh người già thì là cũng hay nhiều vấn đề. Thế mà khi mà mình cho mẹ bố mẹ sử dụng thì ông bà sử dụng cũng hiệu quả, nên là thấy yêu sản phẩm này lắm. Mà thế mà mình cảm thấy là cái này sản phẩm này dùng tốt và cũng muốn chia sẻ đến mọi người. Thế là cứ gặp ai mà
thấy hôm nay, tức là tại vì trong cái mối quan hệ của mình ấy, là mình cũng biết là người nào bị làm sao, người nào như thế nào. Nên mà khi mà mình muốn tư vấn cho mọi người thì mình phải biết về cái sản phẩm đấy như thế nào thì mình sẽ tư vấn. Thế là mình chia sẻ với mọi người tiếp nhận, nói chung là nó cũng dễ dàng lắm, mình thấy mọi người cũng tin tưởng mình hay là như thế nào đấy hay là nhìn thấy của mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nên là mọi người thấy 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 nó yêu lắm, nên là bảo là cứ chia sẻ cái là mọi người ok luôn. Có người còn chỉ cần thấy mẹ mang thuốc đi cho mang cái sản phẩm cho gì, mang cái bột cho gì, thế xong bảo là cái gì đấy, thế đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe thế nọ thế kia, thế là thôi bảo thế thôi đặt cho anh một bộ. Mình cảm thấy là mình khi mà mình thực hiện cái lòng biết ơn ấy. Đừng vì cố chơi theo lý trí khi mà những cảm xúc lấn lấn áp nhịp tim. Dù người đã thay đổi tính cách và đêm sống của em cũng thế chơi lặng im. Vì những phút yêu đôi mong manh đã qua cũng đã đến lúc ta nên phải nói ra. Người biết em sẽ đau và vết thương rất sâu. I don't want to break up. Em là cảm giác mơ người mà anh vẫn luôn chờ mong. Đừng nghĩ suy đắn đó rồi cứ khiến anh lắng lo. I'm so sad. Thôi em đừng nói nữa vì gì vẫn thương em lời để bao chữa. Đừng cố tỏ ra mình rộng lượng dù ta biết mình thành kẻ tầm thường. You are so bad. Người luôn khiến tim này phải vỡ nát. Cho em nếm mùi cay tắt để biết thế nào là sự bi đát. Find love in your life, I'm nothing in your eyes. Em là ai, người đứng sau em là ai, vậy còn anh là ai? Đây không phải là game show để cho em thể hiện mình rất ngầu. Rapper hay là singer cũng chưa tới lượt đầu nhà cương hả? Đừng nghĩ em là bad girl và tâm hồn anh cũng dại khờ. Nếu như em là under, anh nghĩ em đi ngủ và mơ tiếp đây. Chết mất rồi. Thì thấy niềm vui sẽ đến luôn đấy mọi người ạ. Nên là mọi người hãy thực hiện cái điều đấy nhiều hơn nhé. Hay quá, em cảm ơn chị Thịnh. Khi mà Thủy xem Facebook của chị Thịnh ấy, thì Thủy cảm thấy là chị Thịnh rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người luôn, rồi xây dựng hình ảnh trang cá nhân Facebook. Rồi khi mà hàng về ấy, mọi người nên quay video hàng về, quay hàng về, sau đó thì mình sẽ chụp thêm cái sản phẩm. Thì thấy là từ lúc mà chị Thịnh làm thì đơn hàng nào về thì chị cũng rất là chăm chỉ để quay video mọi người nhá, mặc dù là công việc chính của chị cũng rất là bận.
Đó thì ở đây nếu mà trong hệ thống của chúng ta có rất là nhiều các bạn mới nhá, mà chưa chưa nắm rõ được về năm bước tư vấn combo wellness, hoặc là cũng chưa có những cái câu chuyện cảm nhận trong người nhà của mình ấy, thì chúng ta hãy tập trung vào cái việc đó là vào group cảm nhận Wellness để chúng ta đọc những câu chuyện cảm nhận nhá, thì chúng ta sẽ có cái sự cảm nhận rồi sự hiểu biết kiến thức đúng không ạ? Ok, em cảm ơn chị Thịnh rất là nhiều. Ở đây em thấy có chị Đặng Thị Ngọc Anh có hỏi là chị Thịnh ơi, giảm mỡ bụng tăng sinh lý thì dùng bộ sản phẩm nào? À thì có nghĩa là ở trong khách hàng của chị là chị có tư vấn chất xơ và combo. Vậy thì cái vấn đề mà để hỗ trợ tăng sinh lý là ở trong cái thành phần vitamin của mình nhé mọi người. Cái viên vitamin của mình là có 12 vitamin và 10 động khoáng chất. Vậy thì ở nam giới thì sẽ có cái thành phần kẽm này, magie và silen là rất là nhiều, và nó rất là hỗ trợ cho sinh lý rất là tốt mọi người nhé. Bản thân ông xã chồng em cũng là 50 tuổi và cũng đang sử dụng Wellness Pack đều hàng ngày. Đó, và cũng trộm vía là vẫn có cái gọi là suy nghĩ bình thường nên là em cũng rất là biết hơn về cái dòng sản phẩm Wellness trong gia đình mình ạ. Đó thì chị Thịnh ơi, vậy thì chị đến với công việc này ấy, bản thân chị khi mà chị làm một công việc gọi là làm công viên chức nhà nước đấy, thì khi chị đến với công việc này lúc đầu thì chị có rào cản gì không ạ? Mình lúc đầu mình đến với công việc này thì mình cũng không có rào cản gì cả, nhưng mà phải chia sẻ thật với mọi người là Thịnh biết đến cái Oriflame này là phải hơn chục năm rồi đấy. Tại vì từ khi mà Thịnh vào cái cơ quan của Thịnh làm ấy thì là cũng có một em ấy làm cái công việc này rồi, thế nhưng mà cũng không thấy em ấy chia sẻ là tuyển mình vào làm tuyển cộng tác viên, mà chỉ có mỗi tháng là có cái quyển catalog ấy thì là đưa cho mọi người là xem là tháng này là mọi người có ủng hộ cái gì không, ủng hộ cái gì không, chỉ thế thôi. Và sau khi thế thì mình cũng đợt đấy là mình cũng dùng những cái sản phẩm ví dụ như sữa rửa mặt hay là dung dịch vệ sinh hay kem đánh răng này đấy đấy, nhưng mà mình cũng không có ý định là làm, mà cũng bạn ấy cũng chẳng tuyển gì mình làm cả, thế là không hiểu là kiểu gì. Đến xong rồi cứ thời gian mà mình thấy cái này nó cũng rất là rầm rộ, Oriflame này, mà mình thấy thi thoảng mà mình thấy lướt nét ấy là mình thấy mọi người cũng tuyển cộng tác viên rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không quan tâm. Nhưng mà khi mà đến, tại vì mình biết nó cũng nhiều, khi mà anh bạn gọi điện hỏi bảo là cũng rủ mình vào cùng làm ấy thì cũng không có rào cản gì cả, mình thấy bình thường lắm, tại vì công việc mình chủ động mà. Cũng không Quá. là không mà là gia đình cấm bán này, vì biết là nó là bán hàng đa cấp hay là gì, là cấm đoán là không tốt không hay gì, mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình luôn ấy. Ok, chứng tỏ là chị Thịnh là một người rất là có sự hiểu biết đúng không ạ? Và em cũng chúc là cả nhà mình sẽ có những cái tuyển dụng rất là tốt ở trong cái tuần tới này. Em cảm ơn chị Thịnh đã chia sẻ câu chuyện của mình rất là nhiều. Em thấy là bà chợ Thanh Nga ở đây đang có chị Tạ Thị Loan đang muốn chia sẻ ạ. Bà chợ Thanh Nga có thể là hỗ trợ chị để cho chị Tạ Thanh Loan chia sẻ không ạ? Còn thời gian không bà chợ? Chị tự bật mic được đấy chị. Em mời chị Tạ Thị Loan ạ. Xin chào cả nhà nhé. Câu chuyện về câu chuyện của mình, những tranh thủ mấy phút. Bác họ nhà mình ấy, bác họ nhà mình bị bệnh Parkinson mười mấy năm rồi. Thế mà coi như là cái bị bệnh ý, là cái tay tay của bác run run lúc nào run cầm cập ra, bị hơn chục năm, nhưng mà bị nặng nhất là 4 5 năm nay. Đấy, bác cũng trước khi uống của mình thì bác cũng dùng rất nhiều B6 và cũng theo thuốc bệnh viện cũng nhiều rồi nhưng không ăn thua. Thế thì mình chia sẻ cho bác thì lúc đầu đưa cho bác là một chất canxi và một combo 5. Thì uống hết một bộ đấy, uống hết, và một hộp sơ, uống hết một bộ đấy thì bác bảo là chỉ thấy người khỏe hơn thôi, còn tay vẫn run, chân tay vẫn run lắm, thế nhưng mà người khỏe hơn, da sáng hơn. Nếu mà một bộ này thì bác là chỉ có bổ sung vào thôi đấy, vì là bác bị cái này quá lâu, bác cứ tin cháu, bác cứ dùng tiếp đi. Thế, sang bộ thứ hai lấy cho bác một set một combo 5 và một set canxi, là mình cũng bảo là bác bị như thế thì lấy cho bác thêm một set tăng đấy. Thế cách đây 3 hôm bác đến bác lấy một bộ nữa thì bác bảo là tay run đỡ nhiều lắm luôn ạ, đỡ thì được 70 80%,
Coi như trước khi dùng cái của mình là bác bị như thế là bác ăn cơm xúc ơm là không xúc được vào mồm, rơi vãi hết ra ngoài, mà cái cả ba bột của mình cũng thế, coi như là tung tề ra ngoài cơ. Thì có người giúp đỡ là phải pha pha bột cho này hoặc là cơm cơm ăn thì là xúc được chiều nào thì xúc thôi, thì còn phải có người giúp đỡ. Và từ hết bột hai rồi, coi như là hết hai combo năm này, một hộp tả và hết sáu hộp canxi và hai hộp sơ, thì bây giờ tay của bác đã đỡ luôn, coi như là đỡ được hẳn được 70-80% đấy. Wow. Là da đẹp hơn này, da đẹp hơn mà bác khỏe hơn nhiều lắm, bác bảo tao khỏe hơn đấy, sướng lắm rồi. Thế là bác lấy thêm bộ nữa. Hay quá chị Loan ơi. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn chị Loan rất nhiều. Bởi Parkinson đã cải thiện đâu khoảng tầm 80-85% rồi đúng không chị? Đúng rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Vậy thì cả nhà mình ai có bệnh có những khách hàng mà bị bệnh Parkinson, nếu mà mọi người muốn có gọi là có cái cảm nhận của khách hàng của chị Loan thì mọi người có thể là kết nối với chị Loan mọi người nhé. Ok, bà Trợ Nga ơi, thì bà Trợ Nga xem còn có thời gian để mọi người chia sẻ nữa không ạ? Nếu không thì cả nhà mình sẽ cùng nhau dùng buổi Zoom ngày hôm nay mọi người nhé. Bà Trợ Thanh Nga có muốn tổng kết? Ok rồi đấy chị ạ. Ok rồi chị ạ. Ok, để cả nhà mình cùng bật mic lên rồi cảm ơn nhau. Em chúc cả nhà ngày vía thần tài thật là hút rất là nhiều lộc nha mọi người nha. Cảm ơn bà Trợ Đăng Yên ạ. Cảm ơn chị. Chào bác Trợ. Cảm ơn cả nhà nha. Bài học tiếp theo mọi người nha. Xin chào. Cảm ơn Kitty. Cảm ơn anh Yên ạ. Cảm ơn bác Kitty.